Từ năm 1967, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành văn thư phát triển lực lượng Mũ Nâu. Theo đó, tại mỗi vùng chiến thuật, thành lập một liên đoàn biệt động quân, đặt thuộc quyền điều động của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Tại miền Tây năm phần, liên đoàn 4 biệt động quân được thành lập với sự tập hợp của 5 tiểu đoàn để yểm trợ cho 3 sư đoàn bộ binh gồm có tiểu đoàn 32 hậu cứ tại Mỹ Tho cùng tiểu đoàn 41 biệt động quân ở Kiến Hòa yểm trợ cho sư đoàn 7 bộ binh. Đến năm 1972, tiểu đoàn 32 biệt động quân tách khỏi liên đoàn 4 và bổ sung cho liên đoàn 7 biệt động quân vừa mới được thành lập. Tiểu đoàn 43 biệt động quân ở Sa Đéc yểm trợ cho sư đoàn 9 bộ binh. Tiểu đoàn 42 biệt động quân ở Bạc Liêu và tiểu đoàn 44 ở Sóc Trăng yểm trợ cho sư đoàn 21 bộ binh. Trong năm 1970 và năm 1971, liên đoàn 4 biệt động quân là một trong những nỗ lực chính của quân đoàn 4 trong các cuộc hành quân ở Campuchia và dọc theo biên giới ở miền Tây. Từ tháng 4 năm 1972, liên đoàn được Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa điều động tăng viện cho chiến trường Quảng Trị. Tháng 5 năm 1972, liên đoàn trở lại miền Tây để cùng với các lực lượng bộ chiến của quân đoàn 4 tham dự nhiều cuộc hành quân giải tỏa áp lực của cọc quân tại Đinh Tường và các tỉnh biên giới. Cuối năm 1973, sau chiến thắng tại Núi Dài ở miền Tây, liên đoàn 4 biệt động quân được điều động tăng viện cho quân đoàn 2 hành quân tả thanh cộng quân tại Phú Yên. Đến đầu năm 1974, do tình hình Bắc Bình Định sôi động, liên đoàn 4 được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 giao trách nhiệm giải tỏa áp lực của cọc quân tại khu vực Tam Quan Bộc Sơn. Tại chiến trường này, sư đoàn 3 sao vàng Cộng sản Bắc Việt đã điều động một trung đoàn đánh chiếm và tổ chức chốt chặn dọc theo dãy núi phía Bắc Bình Định, bắn phá vào các xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1. Trong giai đoạn đầu, nhiệm vụ nhổ chốt được giao cho hai tiểu đoàn 42 và 44 biệt động quân. Hai tiểu đoàn này đã mất gần một tháng tung các đại đội ra nhổ tiền chốt của cọc quân. Nhưng do đối phương tận dụng địa thế đồi núi đèo Bình Khê, mốc rắn thuộc dãy núi Trường Sơn đâm ra biển, đoạn đường đi ngang qua đèo quanh co khúc khuỷu để tổ chức cụm chốt trên đỉnh đèo, cắt đứt quốc lộ 1. Đèo Bình Đê gần địa giới hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định là một trong những đèo chiến lược trên quốc lộ 1. Để tái lập giao thông trên đoạn đường từ Tam Quan đến Sa Huỳnh, Bộ Chỉ huy Liên đoàn 4 biệt động quân giao nhiệm vụ nhổ chốt hiểm hóc này cho tiểu đoàn 43 biệt động quân. Sau khi nghiên cứu địa thế, tiểu đoàn đã di chuyển ban chỉ huy lên sát mục tiêu chỉ cách đỉnh đèo khoảng 300m để điều động các đại đội khởi động cuộc tấn công. Biết được nỗ lực của biệt động quân là giải tỏa đèo, cộng quân đã sử dụng pháo binh từ hướng An Lão pháo kích vào Bộ Chỉ huy tiểu đoàn 43 biệt động quân. Cùng lúc đó ở đỉnh đèo, từ các vị trí trú ẩn sau hốc đá, cộng quân đã dùng AK-V40 bắn xuống các trung đội biệt động quân đang tìm cách vượt qua cánh đồng lầy lội dưới chân núi. Trong 3 ngày liên tiếp, Bộ Chỉ huy tiểu đoàn bị pháo kích liên tục, các cánh quân bị đặc công cộng sản bò đến gần quấy rối, số thương vong của tiểu đoàn đã lên đến gần 20 người. Qua đến ngày thứ tư, đại tá Vũ Phi Hùng, liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân đã liên lạc với chi khu Đức Phổ, mượn đường cho đại đội trinh sát của liên đoàn đổ quân xuống đỉnh một ngọn núi trong quận này, cách cụm chốt của cộng quân khoảng 2 km, rồi từ đây âm thầm di chuyển về hướng mục tiêu. Trong khi đó, tiểu đoàn 43 biệt động quân được lệnh gia tăng cường độ tấn công từ hướng nam lên để đánh lạc hướng của địch quân. Nửa đêm ngày thứ tư, đại đội trinh sát báo cáo cho đại tá Hùng là cánh quân đã đến vị trí ấn định. Vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân ra lệnh cho các pháo đội pháo binh kéo các khẩu pháo 105 ly đến chân một hẻm núi, chuẩn bị tác chiến khi có lệnh khai hỏa. Kế hoạch sắp xếp xong thì trời vừa rạng sáng, liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân đã có mặt dưới chân đèo và ra lệnh cho pháo binh khai hỏa. Hàng trăm trái đạn 105 ly bắn trực xạ lên đỉnh đèo, khói bụi mịt mù, đá núi văng xuống chân đèo. Pháo binh kết thúc giai đoạn hỏa tập với quả đạn khói trắng, tín hiệu cho đại đội trinh sát đã bố trí sẵn từ khuya, nhào lên nhanh chóng thanh toán mục tiêu. Cùng với cuộc tấn công của trinh sát, tiểu đoàn 43 biệt động quân cho lệnh hai đại đội tiến nhanh qua cánh đồng lầy lội để tấn công lên đèo. Khoảng nửa giờ sau, đại đội trinh sát đã làm chủ trận địa, báo cáo về Bộ Chỉ huy Liên đoàn đã hạ sát 32 tên cộng quân tại chỗ. Hai đại đội của tiểu đoàn 43 biệt động quân được lệnh tiếp tục truy kích, đánh tràn xuống phía bên kia chân núi. Cánh quân này đã khám phá một vị trí đóng quân và kho lương của địch quân, được ước định là cấp tiểu đoàn. Sau khi bị đánh bật ra khỏi đèo Bình Khê, vào một đêm tháng 2 năm 1974, cộng quân đã điều động một đơn vị khác thuộc sư đoàn 3 sao vàng, tấn công chiếm lại đỉnh đèo chiến lược này. Quân trú phòng đã đẩy lùi đối phương, hạ sát hơn 30 tên cộng quân và bắt tại trận hai tù binh.
Để thăm dò các hoạt động của địch quân trong thung lũng An Lão, Trung úy Huỳnh Văn Thơm đã đội trưởng đại đội trinh sát thuộc liên đoàn 4 biệt độc quân để đích thân dẫn hai binh sĩ và một sĩ quan cộng quân Hò Chánh vào tận mật khu của đối phương. Thống biệt độc quân và Hò Chánh Quyên mặc quân phục của Cộng sản Bắc Việt. Sau 3 ngày thám sát, Trung úy Thơm đem về một sắp ảnh chụp Cộng sản Bắc Việt, xe Molotov tiếp tế cho cộng quân di chuyển ngang qua cầu bắc qua suối và ba tù binh cộng quân mới từ miền Bắc vào. Cũng cần ghi nhận rằng mặt khu An Lão là căn cứ địa của sư đoàn 3 sao vàng Cộng sản Bắc Việt và cũng là khu trung chuyển của các đơn vị chủ lực địch trên đường xâm nhập vào chiến trường quân khu 2. Khai thác lời khai của tù binh, liên đoàn 4 biệt độc quân mở cuộc hành quân tạo thành một số làng đánh cá dọc theo ven biển trong địa hạt Bồng Sơn. Theo tin tức của ban 2 chi khu, khu vực mà liên đoàn 4 biệt độc quân sắp hành quân là khu vực bất khả xâm nhập của du kích Cộng sản ở Bình Định. Lực lượng địa phương quân Bồng Sơn đã tổ chức vài cuộc hành quân tạo thanh nhưng đều bị tổn thất do mìn bẫy của địch quân cài dày đặc từ quốc lộ 1 ra đến ven biển. Để có đủ yếu tố khởi động cuộc hành quân, liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt độc quân ra lệnh cho tiểu đoàn 44 điều động các toán nhỏ đi thăm sát địa thế. Các toán này báo cáo là không thể tổ chức tấn công từ quốc lộ 1 vào được. Trong buổi họp hành quân, thiếu tá Nguyễn Văn Tước, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 43 biệt độc quân đề nghị liên đoàn ủy nhiệm cho tiểu đoàn của ông khởi động cuộc tấn công từ biển lên theo chiến thuật của thiên quân lập diễn. Đêm hôm đó, để cho nước thủy triều rút xuống, tiểu đoàn 43 biệt độc quân rời tuyến xuất phát từ một bãi biển trong quận Tam Quan ở phía bắc. Các đại đội của tiểu đoàn lợi dụng tiếng sóng biển vỗ vào bờ, âm thầm di chuyển dọc theo bờ biển ở hướng nam. Khi mặt trời vừa ló dạng, đại tá Hùng cùng ban tham mưu ba chỉ huy trên một trực thăng đã hướng dẫn hai trực thăng võ trang yểm trợ cho ba đại đội của tiểu đoàn 43 biệt độc quân dàn quân hàng ngang vượt sông biển tiến vào khu làng đánh cá. Bị tấn công bất ngờ, cộng quân kháng cự yếu ớt rồi tháo chạy. Tiểu đoàn 43 biệt độc quân tung quân lục soát khu vực, tịch thu được hơn 1.000 bao gạo trung cộng hàng kín trong các bao ni lông để trên các ghe chài lớn. Những bao gạo này được thả từ ngoài khơi do sóng biển đưa vào. Du kích Bình Định thu hồi rồi đợi đến đêm xuống, tải vào thung lũng An Lão. Từ đó, bộ phận hậu cần của sư đoàn 3 sao vàng dùng Molotov trở lên cao nguyên, phân phối cho các đơn vị chính quy Cộng sản Bắc Việt. Tháng 4 năm 1974, Liên đoàn 4 biệt độc quân bàn giao khu trách nhiệm ở phía Bắc Bình Định cho Liên đoàn 6 biệt độc quân để di chuyển xuống phía Nam giải tỏa phi trường Phù Cát. Sau một tuần lễ giao tranh, Liên đoàn 4 biệt độc quân đã lội ngoài vòng chiến hơn 200 cọc quân rồi lập tuyến án ngự ở phía bắc quận Bình Định. Giữa năm 1974, sư đoàn 3 sao vàng Cộng sản Bắc Việt tiếp tục áp lực các quận phía bắc Bình Định. Liên đoàn 4 biệt độc quân lại được lệnh tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh. Trong một trận giao tranh kéo dài 5 ngày, các chiến sĩ Liên đoàn 4 biệt độc quân lội khỏi trận địa hơn một tiểu đoàn địch. Trong trận đánh này, phía biệt động quân có 37 quân nhân tử trận, 50 bị thương, trong đó có Trung úy Huỳnh Văn Thơm, là đội trưởng đại đội trinh sát. Sau khi biết mình sẽ phải cưa chân, đã dùng súng K-59 bắn vào đầu tự sát. Trung úy Thơm đã vĩnh viễn nằm lại tại chiến trường Bình Định, nhưng tên anh đã mãi lưu danh trong trang sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.